Không biết sư có nghe qua chuyện Bần Nữ Khất Trai của ngài Văn Thù ở chùa Hiển Thông chưa? Và theo như con biết là người thiếu phụ mang thai ấy đã gửi lại nhúm tóc cúng dường Tam Bảo. Sau khi xảy ra chuyện do phân phát thức ăn thì người thiếu phụ đó đã hóa hiện ra hình dáng thật và biến mất, được biết là Văn Thù Bồ Tát. Vậy theo sư nghĩ câu chuyện này có thật không? Hay vị ấy chỉ là vị trời ghé thăm nơi năm xưa mình từng tu hành và được sanh thiên? Nó lạ một cái chuyện như thế này nè. Quý vị biết cái tượng nữ thần tự do không? Tức là cái tượng mà một người cầm cái bó đuốc rồi một tay ôm sách. Thì tại sao nó mang ý nghĩa biểu tượng của tự do? Là thứ nhất á, là cầm cái bó đuốc á, là mang cái tượng trưng cho sự soi sáng, còn cái quyển sách á, là tượng trưng cho trí tuệ. Thì cái đó tổng hợp lại đó là cái sự tự do nhờ vào trí tuệ soi sáng. Ý nghĩa cũng khá là hay, nhưng mà họ hình tượng thành một cái bức tượng là nữ thần tự do, là họ là nhân cách hóa cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà nếu như một ngày nào đó quý vị thấy một người tự xưng á, mình là hóa thân của nữ thần tự do, quý vị nghe có buồn cười không? Có tin được không? Tại vì mình thừa sức biết cái tượng nữ thần tự do là họ nhân cách hóa một vấn đề thôi, chứ bản thân nó không có thật. Mà nếu như ai đó mà tự xưng là nữ thần tự do đi đầu thai á, là mình đảm bảo là mình không có nghe được. Đấy, chúng ta phải hiểu cái chuyện đó. Rồi, hoặc là ở một số quốc gia đó, cái biểu tượng của tòa án hình như là ở Singapore, ở Hồng Kông, Macau thì phải. Sư không biết, tại sư không nhớ cái nước, mà sư nhớ là trong số các cái biểu tượng của tòa án á, là có một cái biểu tượng là một cái người phụ nữ bịt mắt, bịt cặp mắt lại và cầm cái cán cân, là để biểu trưng cho công lý, tức là sự công bằng, không có thiên vị. Mà nếu như một hôm nào đó, thí dụ như là cái người phụ nữ đó, người ta hình tượng hóa cái nhân cách, cái phẩm chất công bằng đó bằng cái hình tượng như vậy, và sư giả sử như họ đặt tên cái từ cái hình cái người phụ nữ đó là Maria đi, sư giả sử nha, để sư không biết. Thì nếu như mà một hôm nào đó đó có ai đó nói với quý vị đó là họ là Maria chuyển thế, họ vốn là cái bức tượng ở trên các cái tòa mà chánh án, quý vị có tin không? Khi chúng ta tìm hiểu về Phật giáo phát triển thì chúng ta nên hiểu rằng Phật giáo phát triển là một cái hệ thống mà rất nhiều biểu tượng. Mà trong số đó rất nhiều những biểu tượng trong số đó được nhân cách hóa thành hình dạng con người. Cho nên họ Phật giáo phát triển hình tượng hóa, nhân cách hóa tứ vô lượng tâm thành hình tượng một vị Bồ Tát và đặt tên vị đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ hình tượng nhân cách hóa cái sự gọi là cái trí tuệ chém đứt vô minh bằng một cái hình tượng và gọi đó là Văn Thù Sư Lợi. Họ hình tượng nhân cách hóa cái sự tiến lên không lùi trong Phật giáo bằng một hình tượng và chúng ta gọi đó là Bồ Tát Văn Thù. À, Phổ Hiền chứ. À, Bồ Tát Phổ Hiền. À, là cái vị mà ngồi trên con voi đó.
Thì chúng ta phải hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới nghiên cứu được Phật giáo phát triển và đọc được các cái bài kinh hậu thế, những bài kinh được sáng tác sau này mà chúng ta gọi là các cái bài kinh đại thừa đó, chúng ta mới hiểu và nghiên cứu và hiểu được, bởi vì đó là một cái thế giới của những biểu tượng, là thế giới của những cái ý nghĩa nằm bên dưới câu chữ. Còn nếu như mà mình coi là mình đem cái hình tượng nhân cách hóa đó mà mình tưởng là một người có thật rồi nhảy ra rồi tự xưng thì cái đó là mình nhầm. Một á là họ vì cái mục đích nào đó mà họ sáng tác ra câu chuyện này. Hai á là họ cũng vì cái mục đích nào đó mà họ phổ biến cái câu chuyện này. Nó có một vài cái đặc điểm sư lưu ý như thế này. Thứ nhất á, là cái hình tượng Bồ Tát là sư đã nói rồi ha. Cái thứ hai đó, cái chuyện mà cúng dường tóc á, thì nó lạ lắm. Tại vì sao? Bởi vì tóc á, ở trong kinh á, là cái thứ gọi là thấp kém nhất. Bởi vì tóc không làm được cái gì hết, tóc mà để lâu nó hôi. Thành ra nếu như mà may cái y á, thì y đó đó là may là một một cái bộ quần áo á, thì cái bộ quần áo bằng tóc đó đó mùa hè thì nóng mà mùa đông thì không có giữ ấm, đã vậy nó còn hôi, nó bốc mùi nữa, rồi mặt nó rất là khó chịu, cho nên là nó không có tác dụng gì hết. Mà quý vị không biết có thử dùng tóc để mà thay chỉ hay chưa, nếu như mà quý vị dùng thì quý vị cũng thấy nó không có thay được, bởi vì cái đặc tính của tóc nó không có mềm, cho nên là nó cũng không có bám vào được cái sợi vải như mình mong muốn, cho nên phải nói tóc là một cái thứ vô dụng. Thì mình không hiểu lý do tại sao cái gì không cúng thì cúng tóc làm chi. Cho nên là trong cái văn hóa gọi là cái văn hóa đại chúng, rồi trong cái nền văn hóa của một số quốc gia thì họ đôi khi họ sẽ mượn một số cái tình tiết ở trong các cái tôn giáo để mà họ sáng tác ra, lấy đó làm cảm hứng để họ sáng tác ra những cái tác phẩm văn chương, những tác phẩm văn học. Nhưng mà chúng ta là người học đạo thì chúng ta nên nghiêm túc vấn đề này để chúng ta biết được đâu là kinh tạng và đâu là những tác phẩm văn học. Nhờ như vậy đó chúng ta sẽ không có bị lạc ha.